Đây là hàng mới về nha mọi người, hàng da thật để đúc đó. Da mềm lắm nha mọi người. Đây bên hông nó có thun bao an rất là dễ dãn, da bò mềm nha mọi người, hàng mới về nóng hổi luôn. Đây thời trang nha, cái này cũng là da nha mọi người đó, dán rất là đơn giản để đúc, da mềm đó. Tù chà, đi êm lắm, dạ, không có sợ hư. Đây đây cũng là hàng thời trang mới luôn này, để đúc nè, da khóa có thun, chúng ta khóa ra ngoài. Đây mọi người thấy không, rất là đẹp luôn, để đúc luôn, an toàn. Nó mềm vậy nè mọi người, mềm như vậy nè đó, da xuống ghê không đó. Alo alo, đây là mới mà không, giờ chắc thi nóng hổi luôn á mọi người. Đây hàng quá, đây nó đang về mới về từ. Đẹp lắm luôn, đây đây đó, đôi giày lý tưởng, vừa mặc đầm được nè, mọi like nha các mọi người, da nè để đúc nè, mềm khủng khiếp, không tưởng nổi luôn, hàng nhập nha các mọi người, rất là đẹp. Mình làm một cái clip ngắn xíu thôi, rồi chút xíu mình sẽ làm thêm clip khác nha mọi người. Cảm ơn mọi người.